sẽ nói khái niệm về mạng. Và thầy sẽ cố gắng nói xúc tích từ khai báo mạng, nhập mạng, xuất mạng là ba cái cơ bản của mạng. Và chúng ta kết thúc phần 1. Phần 2 của chúng ta sẽ là tìm kiếm, sắp xếp. Được không? Và chúng ta nói hai phần cho phần mạng. Phần đầu tiên, khai báo mạng. Đối với lại bài này, trong slide 6 đi, mình nêu một cái project khác, mình gọi là slide 6. com108.00.123.quangbinh.slide6. Và cái việc này thầy làm hằng ngày hằng giờ, mà thầy thấy cái phần code của các bạn vẫn để gì đâu mà project 1, project 2, project 3. Và cái hàm cái file này nè. Ủa sao thầy new file? Này, cái file này của các bạn toàn là main C không à? Đừng các bạn. Đừng nên thế. Mà mình phải dán cái này vô nè. Slide 6. Như vậy nó trở thành là slide6.c. Và khi các bạn search lại rất nhanh các bạn nhé. Đừng có để main C, đừng làm biến. Cái đó là chứng tỏ mình làm biến đó. Mai mốt mà thầy chấm bài mà thầy thấy main C là thầy bỏ, thầy không chấm á. Chứng tỏ mình làm biến. Mình học cho mình mà làm biến làm gì? Đừng làm biến. Nó mất có mấy giây à. Cho nên là bạn nào mà main C thì coi đổi tên, đổi đồ làm sao cho nó chạy đi. Cái main C thầy không chấm đâu. Mặc dù nó chạy nhưng mà thầy thấy là các bạn làm biến. Rồi chúng ta sẽ có mảng. Rồi, thôi nhìn nè, nghe. Bây giờ thầy khai báo một cái biến in a. Thầy gán bằng 9. Và thầy muốn có 10 biến như vậy. 10 biến nguyên. Thầy khai báo được không? Đến thời điểm này các bạn chưa học mạng. Có phải là mình in b bằng 8, in c bằng 3, in d bằng 2? Mới khai báo có 4 biến mà nghe bệt. Biểu khai báo 10 biến sao khai nổi? Phải không? Rồi không những 10 mà 100 biến. Sao nổi? Cho nên chính vì cái mà có thể nhưng không nên làm, thì người ta biến những cái này cùng kiểu dữ liệu in thành một cái khai báo kiểu này. Chúng ta sẽ in mảng mở ngoặc vuông 10. Được chưa? Và chỗ này nó có nghĩa là nó tương đương mình khai báo mảng 1, mảng 2, mảng 3, mảng 10. Tức là mình đang khai báo 10 cái biến in có tên là mảng. Và người ta không dùng mảng 1 như thế này, mà người ta sử dụng là mảng mở 1, mảng mở 2, mảng mở 10. Được chưa? Tuy nhiên, trong array, trong mảng, thì cái chỉ mục đầu tiên không phải là 1, mà chỉ mục đầu tiên là mảng 0. Và chỗ này của chúng ta bắt đầu phần tử đầu tiên là 0, phần tử thứ hai là 1. Vậy nếu có 10 phần tử mà bắt đầu từ 0, thì phần tử cuối cùng là mấy? 9. Được chưa nào?
và chỗ này của chúng ta. Chỉnh. Cái này là để cho các bạn hình dung mình có 10 phần tử, 10 biến, có kiểu là in. Chứ đây không phải liên quan đến mảng nha các bạn. Đây mới là mảng nè. Được chưa? Như vậy phần này thầy đã khai báo mảng. Khai báo mảng. Kiểu in 10 phần tử. Được không ta? Được ha. Như vậy chỗ này thay vì 10 phần tử thì thầy có thể khai báo in n bằng 10 chấm phẩy. Mình khai báo in mảng n. Được không? Rồi. F9. Mình phải khai báo n trước nha. Mình mới khai báo mảng sau nó mới chịu nha. Còn nếu n chỗ này không có giá trị. Tí nữa chạy nó lỗi nha. N không có giá trị mà mảng mình khai báo vậy tí nữa nó lỗi đó. Rồi bây giờ nó không lỗi, tí nữa mình thử coi nó lỗi ha. Chỗ này mình đã khai báo mảng rồi. Và mảng của mình chỗ này mình sẽ gán giá trị. Thì thay vì hồi nãy mình n mình có thể cho bằng 10, mình gán trực tiếp là bằng 10. Mà bây giờ mình có bao nhiêu phần tử đây? 10 phần tử, n phần tử, 10 phần tử. Thì chỗ này mình sẽ gán theo dạng danh sách. Danh sách. Ví dụ chỗ này mình cho 5 thôi cho nó nhanh. 10 mình gán nó nhiều quá. 5,6,1,8,2 5 phần tử. Khai báo mảng, gán phần tử, khởi tạo. Và bây giờ bắt đầu mình xuất nè. Xuất. Như vậy thì để xuất được mảng, chúng ta phải duyệt qua tất cả các phần tử. Duyệt qua. Mình có mấy phần tử? 5 phần tử. N phần tử. Vậy thì làm sao để duyệt qua 5 phần tử đó? Chúng ta dùng vòng for y bằng mấy phần tử đầu tiên? 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n y cộng cộng. Và chúng ta xuất các phần tử này ra. Phần tử này kiểu dữ liệu là gì? Kiểu in. Thì nó vẫn giống như là một biến. Và chúng ta cách ra một cái phẩy mảng thứ y. Mảng thứ y. Chúng ta xuất ra mảng thứ y. Đây. Bắt đầu xuất hiện lỗi. Nó nói rằng cái độ lớn này nè của cái mảng, độ lớn của cái mảng chưa được khởi tạo. Cho nên mình đưa n bằng 5 vô đây không được, các bạn phải đưa cụ thể một số. Được chưa? Cụ thể một số. Như vậy thì nó bị hạn chế ở đây chỗ này. Thứ nhất là cái mảng bạn tạo bây giờ là 5, nhưng mà mình muốn nó thành 10 thì sao? Bây giờ mình muốn khai báo cái mảng này là 10 thì sao? Khai báo 10 thì sao các bạn? Bạn phải gõ số 10. 50 thì gõ 50. Đó là một cái hạn chế của mảng. Và bây giờ mình đang học đến đây thì mình cứ sử dụng như vậy thôi. Xác định cụ thể số phần tử ngay lúc khai báo. Không được sử dụng biến hoặc hằng bình thường. Không được sử dụng
hằng bình thường. Đây là hằng bình thường, nó báo lỗi. Vậy thì nếu như bạn muốn, bạn phải sử dụng define một cái hằng và bạn khai báo thì ok. Mà nếu bạn define n bằng 10 n ha, mình define một cái hằng và mình gán vô nó. Rồi, như vậy mình sẽ thử lại chỗ này. Define n. Mình khai báo một cái hằng. Mình define ở trên luôn đi. Define n 10 không có bằng nhé. Define là không có bằng nhé. Define n hoặc là define số phần tử bằng 10. Ở đây mình cho là số phần tử. Và chỗ này mình for đến số phần tử. Số phần tử của mình bằng 5 trước đi. Rồi, ok. Mình định nghĩa một cái hằng thì nó cho. Còn mình khai báo một cái biến mình gán, nó không cho. Ví dụ chỗ này mình đổi lại thành n. Lỗi. Chỗ này mình để là số phần tử. Ok. Đấy. Đó là khai báo mạng. Vậy mình cần phải có số lượng. Chỗ này chỉ có define hằng nó mới chịu. Còn không thì mình đưa một số cụ thể. Được không? Và bây giờ chỗ này xuất rồi. Vậy giả sử cái mảng của thầy in mảng 2 cũng có độ lớn là số phần tử nhưng chưa được gán giá trị. Và thầy muốn là cái mảng 2 này được nhập từ bàn phím. Chỗ này mình có xúc. Bây giờ mình sẽ nhập. Nhập từ bàn phím. Mà hồi nãy thầy nói là đối với mảng 2 là nó tập hợp nhiều cái biến in lại với nhau thôi. Chứ cơ bản nó cũng là một biến in. Cho nên bạn muốn nhập thì trước tiên bạn xuất câu thông báo nhập. Nhập gì? Mảng. À, mình phải for lại chứ. Quên. For y bằng 0 chấm phẩy y bé hơn số phần tử chấm phẩy y cộng cộng. Và chúng ta sẽ thông báo nhập mảng thứ phần trăm d bằng chấm phẩy y. Hiểu được cái câu, cái dòng số 18 không ta? Hiểu được dòng số 18 không? Dòng số 18 là lệnh xuất chữ nhập mảng mở ngoặc vuông là thông báo. Nó sẽ xuất ra màn hình cái này. Ngoặc vuông đóng, cách ra bằng cách ra, nó sẽ xuất ra màn hình cái này. Phần trăm D, nó sẽ được thay thế bằng y. Y bằng 0 thì chỗ này là mảng 0. Y bằng 1 thì mảng 1. Y bằng 2, mảng 2. Và lệnh này mới là lệnh nhập. Scanf phần trăm gì? D. Kiểu mảng của mình là kiểu nguyên. Và nó giống như một biến nguyên. Ví dụ biến nguyên của mình là A. Mà mình muốn nhập A là mình scan gì các bạn? Scan gì? Và A.
Còn ở đây mình vẽ mảng, mảng Y. Và mình đã nhập được, được mảng. Và bây giờ mình sẽ xuất, xuất mảng B. Xuất cái, chỗ này mình ghi gì? Mảng 2. Mình nhập mảng 2. Và chỗ này thầy sẽ xuất mảng 2. Mảng 1 là mình có sẵn. Mảng 2 là giờ này mình mới nhập. Và nhập xong thì thầy xuất mảng 2. Bị dính nè. Chỗ này nó chưa xuống dòng. Chưa xuống dòng mà chỗ này nó bít liền luôn. Thì nhìn nó không có đẹp. Vậy chỗ này các bạn sẽ cho nó xuống dòng cái. Và chú ý nè. Đây. Nếu như mà bạn cho xuống dòng chỗ này. Thì mỗi phần tử nó xuống dòng. Mà bạn cho xuống dòng chỗ này. Thì bản thân. Cái đoạn mà. Scan này là mình đã enter xuống dòng rồi. Mà mình cho xuống dòng nữa thì nó sẽ bị một cái khoảng cách. Vậy làm sao mà sau khi nó xuất xong cái đoạn này nó xuống dòng cái thì nó mới nói nhập. À, cho nên chỗ này của mình sẽ là print, print gì? Set in hết. Chỉ có mỗi nhiệm vụ là xuống dòng giúp cho mình cái. Không làm gì hết. Rồi xong. Xuất xong rồi nhập. Ví dụ 7 9 2 0. Và mình đã nhập 7 4 9 2 0. Kịp không? Kịp không nào? Ok.